Tiếp theo là vấn đề về chơi online. Thì hiện tại ấy, thì anh em chơi online ở trên Xbox Live Gaming ấy, thì chỉ có chơi với những ai mà sử dụng chơi Paywalk ở trên Xbox hoặc là Xbox Live Gaming, hoặc là những anh em nào mà chơi ở app Xbox ấy, hoặc là PC Game Pass thì sẽ chơi được cùng nhau. Hiện tại thì mình đang có thông tin là nhà phát triển ấy, thì đang cập nhật để cho chơi chung với cả Steam với cả Xbox cùng nhau được hết nhé. Thì bây giờ hiện tại thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta có thể mời nhau vào phòng để chơi cùng nhau nhé. Đó, thì anh em nào mà chơi cùng nhau ấy thì sẽ chơi chung một thế giới thôi nhé. Có nghĩa là một ví dụ người A thì sẽ tạo một thế giới và mời người B vào. Đó, thì mời ấy, thì anh em phải bật multiplayer nhé. Xong rồi anh em sẽ vào option này, anh em hiện cái invite code này lên. Đó, thì ở người B ấy, thì sẽ vào menu game và vào phần zone multiplayer này. Đó, và ở đây thì sẽ nhập code của bên này. Đó, đây là G7I G88. Đó, xong anh chị em chọn submit. Đó, anh em kéo xuống chọn ok. Đó, thì người B ấy sẽ vào thế giới của người A nhé. Đó, save game ấy thì cũng sẽ lưu ở thế giới của người A, nên là anh em nào mà chơi chung ấy thì chơi một thế giới thôi nhé. Hiện tại thì cũng chưa có thể thuê server để chơi để như là bên Steam được. Nếu mà có thông tin về cái chơi online bằng server giống như Steam ấy thì mình sẽ cập nhật trên kênh nhé. Đó, anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới về Xbox Live Gaming và Paywalk ở trên Xbox Live Gaming nhé. Đó, thì người bạn đây thì cũng sẽ vào chơi cách bình thường. Hôm trước thì mình có dụ thằng em mình chơi cùng và rất là ok. Đó, đây có súng siếc này. Đó, ok. Thì hướng dẫn online xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn anh em có thể vào chơi voice game với nhau luôn nhé. Voice game thì thường thì anh em sẽ dùng Discord đúng không? Đó, thì anh em nào mà dùng Discord thì có thể dùng Discord nhé. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn một cái khác, đó chính là tính năng voice game ở trong Xbox Live Gaming. Cái tính năng này thì mình cũng làm một cái video riêng dành cho cái tính năng này rồi, rất là chi tiết. Anh em có thể vào kênh của mình để xem nhé. Đó, đơn giản là anh em sẽ bấm vào phần Xbox này. Đó, rồi anh em tạo một cái phòng Start a Party nhé. Đó, và sẽ Invite Vimore này, mời người khác vào. Đó, mình sẽ kéo xuống tìm người bên cạnh này xem. Đây, không có rồi. Thử vào đây xem này. Vào Fin Someone. Đó, thì mình sẽ tìm tên người đồng đội bên này. Đó, nếu mà kết bạn rồi thì ở đây, ở bên này thì mình có hiện luôn này. Mình sẽ tạo một cái party luôn. Đó, sẽ mời vào phòng nhé. Bên này sẽ nhận được và chúng ta sẽ chấp nhận vào phòng. Thì khi các bạn vào phòng ấy thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Và đây, chúng ta chọn phần invitation này để chúng ta chấp nhận nhé. Đó. Các bạn muốn bật mic để nói chuyện với nhau ấy thì ở các bạn bấm 3 chấm này, chọn bỏ cái mute này nhé. Nó sẽ bật mic với nhau. Alo. Alo. Đây. Alo. Alo. Đó. Đó, các bạn thấy không? Thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau thông qua cái voice game sẵn trong Xbox Live Gaming này rồi. Ok, vậy là mình vừa chỉ cho anh em những cái mẹo hay mà mình đã biết được khi chơi Xbox Live Gaming rất là nhiều. Mình đã xây được 2 cái pass xe. Nhà rất là cao này, rất là nhiều Pokemon pile luôn. Rất là thích. Nếu mà anh em nào mà muốn chơi Xbox Paywalk ở trên Xbox Live Gaming, chơi trên laptop, MacBook
hoặc là điện thoại, thì anh em có thể vào video mình để ở góc phải màn hình để chúng ta có thể sử dụng dịch vụ Xbox Cloud Gaming để có thể chơi Pyworks ở ngay trên điện thoại nhé. Lưu ý là cái dịch vụ này trả phí và bên mình đang bán. Hiện tại thì rất là nhiều anh em đã đặt hàng để chơi game Pyworks này rồi. Hiện tại thì game này rất là hot luôn. Đó. Anh em nào cần đặt hàng ấy, thì liên hệ vào Zalo của mình hoặc là xuống phần mô tả có đường liên kết nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều.